Page 54. Lesson 2. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. It's so hot today. Is it always like this in summer, Nam? Yes, it is. B. It's usually hot in summer, and it rains a lot. Really? I like summer here because I can swim in the sea. C. What's summer like in your country, Peter? It's cooler than here, but it's very green. There are lots of flowers and plants. D. Really? I'd like to visit your country in summer. Chúng ta cùng xem bài nhé. It's so hot today. Is it always like this in summer, Nam? À, trời rất là nóng ngày hôm nay. Rất, từ so này trong đây nó có nghĩa là rất hay là quá nhé. À, hôm nay trời rất nóng. À, is it always, always, luôn luôn, luôn luôn. Trời thì luôn luôn như thế này ở mùa hè, phải không Nam? Trời luôn luôn như thế này vào mùa hè, phải không Nam? Yes, it is. Yes, it is. À, ừ, đúng rồi. À, hai bạn này hỏi nhau nhé. It's usually hot in summer and it rains a lot. À, trời luôn luôn nóng vào mùa hè. Kem có từ summer xuất hiện trong hai câu này nhé. Summer là mùa hè nhé. Hot, nóng. Trời luôn luôn nóng vào mùa hè. Và nó thì, à, nó sao đây? Rain, rain là động từ, đây là động từ thêm s nhé. Nó mưa nhiều, a lot là nhiều. Và trời mưa nhiều. Really? Really? À, thật vậy sao? I like summer here because I can swim in the sea. À, thật vậy sao? Tôi thích mùa hè here, ở đây, bởi vì tôi có thể bơi ở biển. What's summer like in your country, Peter? À, mùa hè thì như thế nào ở nước bạn? Kem có từ country. Country là nước hay là quốc gia nhé. Nó còn có nghĩa là quê nữa, nhưng mà trong phần này thì nếu như mà bạn là Nam hỏi Peter thì sẽ là ở nước nhé, hay là ở quốc gia của bạn nhé. Mùa hè như thế nào ở nước bạn hả Peter? It's cooler than here, but it's very green. There are lots of flowers and plants. À, trời thì mát hơn. Kem có từ cool là mát, thì thêm đuôi R vào đây là cooler. Cooler là mát hơn nhé. Từ than thì nó có trong cái những cái câu mà có so sánh của tính từ nhé. So sánh hơn thì nó sẽ có từ than. Trời mát hơn. Ở đây trời mát hơn. À, và trời thì và rất là green. Green ở đây là xanh tươi nhé. Rất là xanh tươi. There are lots of. Kem có từ lots of là nhiều nhé. Nhiều. À, có nhiều hoa. Flowers là hoa. Có nhiều hoa và cây cối. Cái này là cây cối nói chung nhé. Cây cối hoặc là thực vật nhé. Trời ở đây mát hơn. À, trời rất là xanh tươi. Very green. Rất xanh tươi. Có nhiều hoa và cây cối. Really? Really? À, thật vậy sao? I'd like to visit your country in summer. À, thật vậy sao? Tôi muốn được thăm. Visit là thăm nhé. Tôi muốn thăm nước bạn vào mùa hè. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu một số từ, cụm từ và mẫu câu trong bài nhé. Trong đây thì cô có cho thêm một số từ tham khảo để các em có thể thực hành cái phần nói và trả lời được phong phú hơn nhé. Show, show là phần phiên âm nhé. Show là rất. Always, 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 luôn luôn. Usually, usually là trạng từ nhé. Luôn thì hai từ này, cái từ usually này là cái mức độ nó thấp hơn từ always một chút xíu nhé. A lot, a lot, nhiều. Summer, summer, mùa hạ hay là mùa hè nhé. Spring, spring, mùa xuân. Autumn, autumn, đồng nghĩa với fall, fall là mùa thu nhé. Winter, winter, winter là mùa đông. Flower, flower,
hoa. Cool, cool, mát mẻ. Thì đây là tính từ. Tính từ này thêm đuôi er vào. Cooler, cooler là mát hơn nhé. Là mát, này là mát hơn. Country, country là đất nước hay là quê hương hay là quốc gia nào đó nhé, quốc gia. A lot of, các em nối âm sang đây nhé. A lot of cũng giống như lots of, lots of, lots of. Và hai từ này, hai cụm từ này đều có nghĩa là nhiều. Và hai cái này thì nó đều dùng với là danh từ không đếm được hoặc dùng với danh từ đếm được số nhiều nhé. Sau nó là danh từ không đếm được hoặc danh từ đếm được số nhiều. Có ví dụ như lots of flowers là nhiều hoa, ví dụ vậy nhé. Tiếp theo, wind, wind là danh từ nhé, từ danh từ gió. Bài trước thì các em có học là windy là có gió đúng không? Nó là tính từ. Còn đây nó là danh từ nhé. Wind, wind, gió. Rain, rain, rain. Rain là mưa nhé. Snow, snow, tuyết. Season, season, mùa. Ở đây là mùa gì đó trong năm, ví dụ như là mùa xuân, mùa hạ gì đó nhé. Plant, plant, plant là cây cối hay là thực vật nhé. Nói chung là như vậy, cây cối hay thực vật nhé. Fog, fog, sương mù. Cloud, cloud, mây. Hôm trước chúng ta có tính từ cloudy là có mây nhé. Thì đây là cloud, là danh từ, mây. Storm, storm, cơn bão. Rainbow, rainbow, chúng ta nhấn âm đầu nhé, cầu vồng. Flood, flood, lũ lụt. Drought, 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 hạn hán nhé. Earthquake, earthquake, sự động đất. Thunder, thunder, động từ hoặc là danh từ nhé, sấm sét. Đó là những cái từ và cụm từ. Còn sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu câu của bài này nhé. Trong bài này chúng ta sẽ thực hành câu hỏi và trả lời về thời tiết ở các mùa, ở một cái nơi hoặc là một quốc gia nào đó nhé. Các em có câu hỏi như sau. What's the spring like in your country? Đây cô ví dụ là cô cho từ spring, thì từ này chúng ta có thể thay bằng một cái từ khác, ví dụ mùa khác, ví dụ như là autumn là mùa thu hoặc là winter mùa đông vào đây nhé. What's the spring like in your country? Mùa xuân, spring là mùa xuân nhé. Mùa xuân thì như thế nào ở nước bạn? Là mùa xuân ở nước bạn thì như thế nào? Câu trả lời thì chúng ta có những cái câu trả lời như sau, ba cái dấu cộng này. It's usually cộng với tính từ, cộng với một cái tính từ hay là nhiều tính từ để chỉ về cái thời tiết nhé. It's usually cold and windy. Đây là hai từ cô ví dụ thôi nhé. Mùa xuân ở nước bạn thì như thế nào? Trời thì thường, trời thì luôn luôn là gì? Cold, lạnh và có gió. Ok. Thì chúng ta có thể thay vào đây nhé. Ví dụ như là cloudy hay là tính từ khác chẳng hạn. Các em cũng có thể dùng câu này để trả lời thêm. There is a lot of wind. There is a lot of wind. Có nhiều gió nhé. Có nhiều gió. Và tiếp theo, các em có thể dùng là, đây dùng là there is, đây có thể dùng là there are. There are lots of flowers and plants. Có nhiều hoa và cây cối. Vậy thì khi nào chúng ta dùng là, tại sao ở đây các em lại dùng there is nha? Sau này là bởi vì chỗ này á, thì chúng ta dùng wind này là danh từ không đếm được, cho nên nó luôn luôn ở số ít nhé. Số ít. Còn cái từ flowers là danh từ đếm được số nhiều, plants là danh từ đếm được số nhiều, cho nên các em dùng there are ở đây nhé. Còn a lot of và lots of thì như hồi nãy cô nói là nó dùng cho danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều. Vậy thì câu trên này chính là ví dụ cho danh từ không đếm được. Còn câu dưới này chính là ví dụ cho danh từ đếm được số nhiều nhé. Để hiểu thêm về danh từ đếm được và danh từ không đếm được thì các em mở vào kênh của cô và vào cái chuyên mục tiếng Anh cơ bản bài danh từ đếm được và danh từ không đếm được để chúng ta nắm rõ hơn nhé. Bây giờ các em sẽ vận dụng những cái cấu trúc và những cái từ cụm từ này để chúng ta làm các phần tiếp theo của bài học. To, point and say. Phần này chúng ta sẽ chỉ và nói nhé. Các em sẽ chỉ vào những bức tranh để chúng ta thấy được cái thời tiết ở đây như thế nào. Và các em nói bằng cách là đặt câu hỏi và trả lời theo mẫu như sau.
Đây chính là mẫu câu mà chúng ta vừa mới tìm hiểu xong nhé. Câu hỏi là what's chấm chấm like in your country? Thì chỗ này chúng ta sẽ điền một cái từ chỉ mùa vào đây nhé. Ví dụ câu A là mùa xuân này, câu B là mùa hạ đúng không? Ví dụ what's spring like in your country? Mùa xuân ở nước bạn thì như thế nào? Và câu trả lời của các em thì chúng ta có hai câu trả lời này nhé. It's usually trời thường. Trời thường như thế nào đó thì chúng ta thấy ở câu A này có từ cold. Các em điền từ cold vào đây này. It's usually cold. Trời thường lạnh đúng không? Cold là lạnh nhé. Và câu thứ hai, các em dùng there is với danh từ không đếm được hoặc là danh từ đếm được số ít nhé. Và các em dùng there are cho danh từ đếm được số nhiều phía sau này nhé. Ví dụ ở đây các em có từ là wind thì chúng ta sẽ dùng là there is nhá. There is wind. Bây giờ trước khi làm thì chúng ta sẽ nghe câu mẫu trước nhé. Page 54. Activity 2. Point and say. What's spring like in your country? It's usually cold. There is a lot of wind. A. Spring. Cold. Wind. B. Summer. Hot. Flowers. C. Autumn. Cool. Rain. D. Winter. Very cold. Snow. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành nhé. Ở câu A thì các em có spring, mùa xuân, cold là gì nào? Lạnh nào? Và wind là gió nhé. B này, summer, mùa hè hay là mùa hạ nhé. Hot, nóng. Flowers là hoa, đây là danh từ số nhiều nhé. Autumn, mùa thu. Cool, mát mẻ. Và từ rain là mưa nhé. Winter là mùa đông. Very cold, rất lạnh. Và từ snow là tuyết nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành từng phần nào. A. What's spring like in your country? Mùa xuân ở nước bạn như thế nào? It's usually cold. Bây giờ cô viết thử vào đây một câu nhé. Đây sẽ là spring. Thì chúng ta sẽ được câu hỏi nhé. What's spring like in your country? Thế này nhé. Còn câu trả lời is usually thì cô viết từ cold, từ cold ở đây nhé. Cô viết vào. Rồi, is usually cold, trời thường lạnh. Và cái mẫu câu thứ hai thì chúng ta dùng thêm một cái từ bên dưới này, wind nhé. Thì các em thấy là wind thì là danh từ không đếm được cho nên các em sẽ chọn là there is, không dùng da nhé. Chúng ta dùng là there is. There is lots of wind. Yeah. There is a lot of wind. Thì chúng ta bỏ từ A này đi nhé. Thì em dùng là there is. Và chúng ta dùng a lot of nhé. Rồi đây là cô viết ví dụ cho câu A. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào các câu tiếp theo nhé. Rồi câu B. Summer. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi là what's summer like in your country? Mùa hè ở nước bạn như thế nào? Đúng không? Chúng ta thấy từ hot ở đây nhé. It's usually hot. Trời thường là nóng và có nhiều hoa. Thì câu này các em không dùng there is như câu A mà các em dùng là there are nha. Chú ý nhé. There are flowers. Cái này thì chúng ta lại dùng là there are flowers như thế này nhé. Câu C. Autumn. What's autumn like in your country? Mùa thu ở nước bạn như thế nào? Thì chúng ta thấy có từ cool. Cool. It's usually cool. Rồi. Còn từ rain này thì mình viết làm sao nào? Rain này là danh từ không đếm được nhé. Thì chúng ta sẽ viết là there is rain như thế này nhé. There is rain là có mưa nhé. Câu D. Winter.
What's winter like in your country? What's winter like in your country? Là mùa đông ở nước bạn thì như thế nào? Các em thấy có từ very cold thì chúng ta trả lời là it's very cold nhé. It's very cold như thế này nhé. Và còn từ snow, snow này là tuyết thì chúng ta sẽ dùng là there is snow. Chứ chúng ta không có dùng da ở đây được nhé. Và để biết rõ hơn là khi nào dùng there is, khi nào dùng da thì các em nhớ này, there is là dùng với danh từ không đếm được. Còn da thì chúng ta dùng với danh từ đếm được, số nhiều nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần số 2. Phần 3, let's talk. Ask and answer questions about the seasons and the weather. Hỏi và trả lời những câu hỏi về những mùa và thời tiết. Chúng ta hỏi và trả lời câu hỏi về những mùa và thời tiết nhé. Về mùa và về thời tiết. Thì chúng ta có các câu hỏi như sau. Ở đây thì là phần thực hành hỏi trả lời cho nên chúng ta có rất nhiều câu. Where do you live? Câu này thì chúng ta đã học rồi nhé. Ví dụ là I live in Hanoi. Tôi sống ở Hà Nội chẳng hạn nhé. Hay là I live in Ho Chi Minh City. Có ví dụ như vậy nhé. Tôi sống ở Hà Nội này. How many seasons are there? Có bao nhiêu mùa, đúng không? How many cộng với danh từ đếm được số nhiều là có bao nhiêu mùa nhé. Thì chúng ta sẽ nói ở đây là chúng ta có 4 mùa, đúng không? Xuân, hạ, thu, đông thì ở Hà Nội có 4 mùa nhé. Các em sẽ nói là there are 4 seasons. Đây là câu ví dụ nhé. Còn ví dụ như chúng ta sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ có 2 mùa là mùa khô và mùa mưa, ví dụ như vậy. What are they? What are they? Chúng là những mùa nào? Thì ở đây các em sẽ kể ra nhé. They are viết tắt của they are. Thì các em sẽ kể ra 4 mùa là gì? Spring là mùa xuân này. Rồi mùa hạ là summer. Rồi phẩy chúng ta viết tiếp nhé. Mùa thu autumn. Và cái cuối cùng thì chúng ta để cho cô từ end nhé. End winter. Và mùa đông. Như thế này nhé. Nó hơi khó nhìn một chút này. Hơi nhỏ. They are spring, summer, autumn and winter. What's your favorite season? Favorite là được yêu thích. Favorite season là mùa được yêu thích. Mùa yêu thích của bạn là gì? I like, tôi thích. Thì các em thích mùa gì chúng ta viết vào đây nhé. Ví dụ như là I like spring, tôi thích mùa xuân. Còn các em thích mùa khác thì chúng ta viết vào nhé. I like spring. Rồi. What's spring hoặc what's summer? Hoặc là chúng ta viết vào cái mùa nào đó ở đây nhé. Thì câu này muốn hỏi cái gì đây? Chấm chấm chấm. Like. Có nghĩa là ở đây muốn hỏi là mùa xuân ở nước bạn thì như thế nào? Giống như cái phần 2, phần trên chúng ta mới hỏi á. Có ví dụ như là what's spring like in your country? Hoặc là trong đây thì chúng ta không có dùng cái cụm từ in your country thì các em có thể hỏi đến chỗ like này thôi nhé. What's spring like? Mùa xuân như thế nào? Thì chúng ta sẽ nói là mùa xuân thì thường là ví dụ như là mát chẳng hạn nhé. It's usually cool. Ví dụ như vậy nhé. Còn nếu như các em hỏi là summer thì chúng ta sẽ hỏi là what's summer like? What's summer like? Mùa hè hay mùa hạ thì như thế nào? Thì thường nóng thì chúng ta sẽ nói là it's usually hot. Cái này sẽ là summer nhé. Còn mùa đông, what's winter like? Mùa đông như thế nào? Thì mùa đông lạnh chúng ta sẽ nói là it's usually, hoặc chúng em dùng là it's không cũng được nhé. It's usually cold, lạnh nhé. Four, listen and write one word in each blank. Các em hãy nghe và viết một từ vào chỗ trống. Ở đây các em có những cột là name, là tên nè, gồm có Tony, Akiko và Mai nhé. Có nghĩa là chúng ta sẽ nghe những thông tin của ba bạn này nhé. Season, mùa. Thế đây các em có từ winter,
Tony có rồi. Về Akiko thì từ này chúng ta chưa biết, lát nữa em nghe nhé. Summer, mùa hè, mùa đông nhé. Weather là về thời tiết. Thì thời tiết là đối với mùa đông của Tony thì nó như thế nào? Cold, lạnh này. A lot of, nhiều, nhiều gì đó thì chúng ta nghe và viết vào đây nè. Cold, lạnh, a lot of, nhiều. Này là chưa biết từ này, a lot of, nhiều gì đó nhé. Bây giờ các em sẽ nhìn vào sách giáo khoa và chúng ta nghe. Page 55, activity 4. Listen and write one word in each blank. 1. Do you like winter, Tony? Yes, I like it very much. What's winter like in your country? It's usually very cold, and there's a lot of wind. It's very cold. Chúng ta nghe thấy là it's very cold, and there's lots of wind. Trời rất lạnh và có nhiều gió, đúng không? Cho nên các em sẽ viết vào chỗ này là từ wind nhé. Wind. Như thế này nhé. Chúng ta nghe tiếp câu số 2. 2. What's your favorite season in your country, Akiko? I like winter. Is it cold in winter? Yes, it is. And there's a lot of snow. Trong câu này chúng ta nghe thấy là gì nào? What's your favorite season in your country, Akiko? Mùa yêu thích của bạn là gì? Đúng không? Mùa yêu thích ở nước bạn là gì, Akiko? I like winter. I like winter. Cho nên chúng ta sẽ nghe được là từ winter ở chỗ này nhé. Là nói về cái mùa của bạn ấy nhé. Winter là Akiko thì thích mùa đông, đúng không? Và chúng ta nghe tiếp về cái phần thứ 3 này. I like winter. Is it cold in winter? Trời lạnh vào mùa đông phải không? Yes, it is. And there's a lot of snow. Trời lạnh rồi và có nhiều nữa. Lots of snow. Nhiều tuyết nhé. Các em sẽ viết từ snow vào đây nhé. Chúng ta nghe tiếp. 3. What's your favorite season, Mai? I like summer. What's summer like in your country? It's usually hot. There's a lot of rain. It's usually hot. Trời thường nóng. Vậy tại vì chúng ta thấy chỗ này là summer, đúng không? Và có nhiều gì? There's a lot of rain. Có nhiều mưa nhé. Có nhiều mưa, khi em viết từ rain vào đây nhé. Chúng ta sang phần tiếp theo. 5. Write about your favorite seasons and the weather. Viết về mùa yêu thích của em và thời tiết yêu thích của em. Chúng ta viết về mùa và thời tiết mà mình yêu thích nhé. Thì đây có những cái câu hỏi. Chúng ta sẽ đọc và trả lời câu hỏi. Chúng ta có câu hỏi nè. 1. What's your favorite season? Mùa yêu thích của bạn là gì? Chúng ta yêu thích mùa gì thì chúng ta nói nhé. Câu này các em có hai cách trả lời là My favorite season is, hoặc là các em nói là I like, và chúng ta đọc cái viết cái mùa ra cũng được nhé. Ví dụ như mùa yêu thích của tôi là mùa xuân, các em sẽ nói là hỏi là do thì các em trả lời mai nhé. My favorite season is spring. Thế này nhé. 2. What's the weather like in your favorite season? Thời tiết thì như thế nào trong cái mùa yêu thích của bạn? Có nghĩa là trên này các em trả lời mùa xuân thì dưới này cũng phải là trong mùa xuân thì chúng ta nói về thời tiết của cái mùa xuân nhé. Và mùa xuân thì thường là mát mẻ, đúng không? Các em trả lời là it's cool. Trời mát nhé. It's cool như thế này nhé. Hoặc các em dùng là it's usually cool cũng được. Chúng ta thêm là usually vào đây cũng được, mà không có cũng được nhé. Câu 3 này. 3. What's the weather like today? Hôm nay thời tiết như thế nào?
thì chúng ta phụ thuộc vào cái thời tiết mà hôm mà đúng vào cái lúc mà chúng ta đang làm bài này đó. Tại thời điểm hiện tại thì chúng ta trả lời nhé. Thì hôm nay thời tiết như thế nào thì tùy vào ngày đó thôi. Cô ví dụ một câu nhé. Ví dụ hôm nay trời lạnh, các em sẽ nói là it's cold. It's cold. Trời lạnh nhé. 4. What will the weather be like tomorrow? Ngày mai thì thời tiết sẽ như thế nào? Ngày mai thời tiết sẽ như thế nào? Thì câu này chúng ta sẽ nói là it will be, trời sẽ như thế nào đó nhé. Các em nhớ là câu trên này chúng ta dùng là what, viết tắt của what is. Đây cũng vậy nhé, dùng what is là hiện tại thì chúng ta dùng câu trả lời là is, là it is nhé, là it is, đúng không? Còn câu này là will be thì các em phải trả lời là it will be nhé, trời sẽ như thế nào đó, chứ chúng ta không có dùng is như bên trên này được nhé. Trời sẽ, cái này thì chúng ta thấy là mình đã học trong cái lesson 1, khi chúng ta nghe cái bài mà dự báo thời tiết chúng ta sẽ biết được thời tiết ngày mai sẽ như thế nào. Ví dụ như ngày mai thì trời sẽ ấm chẳng hạn nhé, các em có từ warm, it will be warm. Chúng ta có thể viết thêm tomorrow vào đây hoặc là không có cũng được nhé, chấm câu, it will be warm. Number 6, let's sing. Đây là một cái bài hát và chúng ta thấy là trong bài hát thì có nhắc đi nhắc lại rất nhiều những cái câu hỏi, những cái mẫu câu của bài để giúp cho chúng ta nhớ bài hơn đó. Bây giờ chúng ta nhìn vào sách giáo khoa và các em nghe máy nhé. Page 55, Activity 6, Let's Sing, The Weather Song. What's the weather like? What's the weather like today? It's sunny and it's windy, and there will be rain later. What will the weather be like? What will the weather be like? What will the weather be like tomorrow? It will be cold, it will be wet, and there will be snow as well. Chúng ta xem bài hát nói gì nhé. The Weather Song, bài hát về thời tiết nha. Bài hát thời tiết. Thời tiết như thế nào? Thời tiết như thế nào? Thời tiết hôm nay như thế nào? Trời nắng. Trời nắng và có gió. Và sẽ có mưa sau đó. Thời tiết thì sẽ như thế nào? Thời tiết sẽ như thế nào? Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? Trời sẽ lạnh và ẩm ướt. Wet, chúng ta có từ wet là ẩm ướt nhé. Trời sẽ lạnh và ẩm ướt này. Và sẽ có tuyết nhé, snow, có tuyết.